với sự tham gia của các diễn viên Mã Đức Trung, Lý Tư Tiệp, Từ Tử Sang, Giang Mỹ Nghi, Chu Thiên Tuyết, Quỳnh Tâm Vĩnh cùng một số diễn viên khác. Giám chế Lâm Chí Quang. Bộ phim Dĩ Hòa Di Quý. Tập 13. Cho dây dùm ông chủ nào vậy? Sà Mắt Kiến. Mày có nhầm lẫn hay không vậy? Năm xưa đại điên giết cái thầu gia do chính Sà Mắt Kiến xúi dục. Mày làm cho kẻ thù sao? Chính vì tôi muốn bác sĩ Bốc công khai xin lỗi, đồng thời gánh chịu tất cả trách nhiệm. Còn không thì hẹn ở tòa. Chuyện này chỉ là một tai nạn. Trên thực tế, ông đã vì chuyện riêng mà bỏ mặc bệnh nhân. Đúng vậy. Tôi trung lập lắm. Chuyện này có liên quan tới người thân của cô. Thực tế cô không thể giữ vững thế trung lập được. Ngay cả phân chia nhân sự cơ bản nhất cũng không làm được. Chỉ khi tìm được nhu cầu thật sự sau lưng của đôi bên, như vậy mới giúp được sự việc, giúp được cho họ. Má, lát nữa phóng viên sẽ mau chóng phỏng vấn vài câu là đi ngay. Má làm giống như lần trước trả lời phóng viên vậy. Cứ trả lời như vậy là được rồi ha. Lại làm show sao? Không phải làm show. Chúng ta làm việc chúng ta cần làm thôi hả? Con muốn sao cũng được. Ừ. Cô là Lâm Á Lũi phải không? À, phải phải. Xin lỗi nha. Dì anh à, chị hỏi vài câu đơn giản thôi không? Nha. Nếu đúng như vậy á, con nói cho chị biết. Dì không sao. Được, xong rồi. Má tôi chuẩn bị xong rồi. Mời. Làm phiền hai người nha. Được rồi. Hay là cô Lâm à, cô cầm một cái ly cho má cô uống nước đi. Ờ, cũng được, cũng được. Để tạo dáng là được cảm rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Má à, uống nước đi. Nè, đây nè. Hay lắm. Tiếp theo giả bộ đút má cô ăn cơm đi. Ăn cơm hả? Phải đó. Thôi đừng mà. Vậy sao? Hay là bà Kiều à, bà thử chải tóc đi. Ê, thôi đi. Tôi có nhìn thấy đâu vụng về lắm. Thật ra thì chúng tôi muốn chụp hình sau khi bà bị mù, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà thôi. Tức là làm ra vẻ tội nghiệp. Kinh tởm lắm. À, không, không phải. Chúng ta phải nói cho người ta biết tình trạng thực tế của chúng ta như thế nào, để người ta biết tên bác sĩ đó tệ hại. Nhưng mà... Má nghe con nói đi. Người ta tới giúp chúng ta thôi. Người ta nói cho cả thế giới này biết chuyện của chúng ta, biết chúng ta thê thảm như thế nào, biết tên bác sĩ đó tệ ở điểm nào. Ông ta không nhận lỗi là lỗi của ông ta. Con muốn sao cũng được. Vậy thôi được. Bây giờ con làm rối tóc má trước. Má tự mình chải lại đi nha. Ha. Rồi, cảm ơn cô. À, okay. Xong rồi phải không? Chúng tôi xin phép nha. Được, cảm ơn hai người nhiều. Cảm ơn, cảm ơn. Sao hả, má? Có mệt không? Có cần nằm nghỉ một lát không? Hả? Chào. Anh tới đây làm gì? Chào bác. Bác có khỏe không? Luật sư Âu Dương hả? Cậu lại tới thăm tôi sao? Dạ phải. Ý, để coi cái đã. Ý, tội nghiệp chưa? Sao bác không trang điểm cũng đẹp dữ vậy, còn đẹp hơn cả Hoa hậu Hồng Kông nữa. Luật sư Âu Dương, cậu đúng là biết nói đùa. Không phải, nếu năm xưa bác chịu tham gia Thiên Hoa hậu Hồng Kông, số mệnh của Châu Linh Linh chắc chắn phải thay đổi. Sao hả? Nói nhảm xong chưa? Anh tới đây làm gì? Thật ra con muốn hẹn với bác đi chơi. Hả? Cậu hẹn tôi đi chơi hả? Đi chơi cái gì chứ? Tôi hẹn bác thôi, có phải hẹn cô đâu. Anh hẹn má tôi, tức là liên quan tới tôi. Hả? Sếp à. Hả? Thật ra tình trạng của dì như vậy ra ngoài có khi nào hơi bất tiện hay không? Lý nào lại bất tiện chứ, đi được mà đúng không? Đúng là được, nhưng đi với anh thì không được. Ê, đừng có cãi nữa. Con à, lúc nãy má đã nghe lời con có thể nghe má một lần không? Má à. Luật sư Âu Dương. Dạ. Tôi có thể đi được rồi. Ok. Thực ra tôi cũng không ngại để hai dì làm tả hữu hộ pháp. Bác à, đi thôi. Hả? Ờ, được, được, được. Hắn làm gì vậy? Em cũng không biết nữa. Có thể nói nơi này á là viện dưỡng lão đẳng cấp đứng hàng nhất nhì Hồng Kông. Nói về địa điểm, giao thông, thuận tiện vô cùng. Nè, gần đây có một siêu thị rất đẹp. Bác muốn đi mua sắm cũng được, đi coi phim 3D cũng được luôn. Anh giỡn hả? Má tôi bị mù làm sao coi phim 3D, làm sao đi mua sắm chứ? Bác không thể coi được thì nghe cũng được. Mua sắm, nếu không nhìn thấy quần áo thì sợ thử chất liệu. Người mù cần phải có cuộc sống của người bình thường chứ, bác gái ha. Hằng ngày không cần phải giam mình trong phòng, ra ngoài giao chơi đúng là sướng lắm. Dạ phải. Nếu bác thật sự ở đây, không chỉ đơn giản là sướng thôi đâu. Không biết anh ta làm cái gì nữa. Chắc chắn không có gì tốt. Nè, theo sát một chút đi. Thiết bị ở đây hết chỗ chê. Có hồ bơi trong nhà, nước nóng, có vật lý trị liệu, có nhà hàng Trung Tây, có bác sĩ Trung Tây. Bị nhức đầu cảm xúc gì á, sẵn sàng có bác sĩ khám luôn. Mỗi một người á đều có phòng riêng của mình, vừa đủ không gian riêng tư. Nhưng mà ở phòng riêng á, có khi nào gì không thể chăm sóc bản thân hay không? Bảo đảm tuyệt đối không sao. Ở đây có y tá suốt ngày đêm mà. Bấm nút một cái sẵn sàng có y tá xuất hiện. Còn nhanh hơn báo cảnh sát nữa. Nghĩ lại, cảnh sát như cô thường xuyên phải điều tra, làm gì có thời gian lo cho má cô, ở đây an toàn hơn.
Có y tá suốt ngày đêm, lại có nhiều thiết bị, hình như cũng... Có phải bị thiểu năng không? Sao hả? Đang đóng quảng cáo tạp chí truyền hình hay là tự mình đặt một chỗ? Bác à. Hả? Bác cảm thấy chỗ này thế nào? Có thích không? Đương nhiên là thích. Nhưng mà có khi nào mắc quá không? Chuyện đó bác không cần lo. Bác thích thì được rồi. Nè, bây giờ má tôi đi khỏi rồi, thật sự xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, tôi muốn giới thiệu cho má cô tới đây ở thôi. Cô cũng thấy đó, nhân viên làm việc ở đây rất tốt. Má cô lại hài lòng, cô không muốn má cô ăn hưởng tuổi già sao? Tôi biết anh bao năm nay, lý nào không có gì chứ. Nói đi. Chỉ cần cô chịu hòa giải, bác sĩ Bốc có thể sắp xếp má cô tới đây ở. Tất cả chi phí, tất cả chi tiêu miễn phí anh bao. Bác sĩ Bốc muốn hòa giải hả? Anh muốn mau chóng giải quyết chuyện này, không muốn dây dưa nữa. Đó là một đề nghị, là sự nhượng bộ lớn nhất để anh chứng tỏ thành ý. Không lý nào cô lại từ chối. Ok. Cô nghĩ lại đi. Trong lần gặp mặt hòa giải tiếp theo, tôi sắp xếp một bản thỏa thuận. Cô ký tên vào. Không cần gãi đầu làm sao kiếm tiền để kiện tụng nữa. Đúng không? Má cô tới đây ở, có người trả tiền, lại có người chăm sóc. Thắng đôi rồi. Chị Lỗi, chị thấy thế nào? Hay là em nói cho chị biết chị phải làm gì đi. Nếu để dì sống ở đây thì chị đỡ phải cực khổ. Với lại em cảm thấy dì không muốn chị tiếp tục cãi nhau với họ làm gì nữa. Má nói với em sao? Không phải đâu, nhưng mà lúc nãy khi làm những bài phỏng vấn đó, em thấy dì không thích làm những chuyện tỏ ra tội nghiệp. Với lại chị cũng biết là dì rất ham đẹp mà. Chị làm cho tướng mạo của dì lưu thôi lít hết, lại kêu dì tỏ ra tội nghiệp, dì thấy buồn lắm. Thật sao? Chị không nghĩ chuyện đó. Chị chỉ cảm thấy đám phóng viên đó sẽ giúp được cho chúng ta thôi. Dì cũng biết chị thương dì. Dì cũng biết chị chỉ muốn làm tốt mọi chuyện thôi, cho nên dì đã cố gắng phối hợp. Hay là vậy đi. Nè, chị chú tâm suy nghĩ thử xem, nếu thật sự hòa giải sẽ có lợi gì cho hai người, điểm hại là cái gì, sau đó mới từ từ quyết định cũng chưa có muộn. Sếp à, lời khai thì ghi xong rồi, còn phải ngồi bao lâu đây? Tôi còn phải đi uống trà nữa đó. Lúc nãy bà cho lời khai ở phòng bảo án xong, nó không chịu hòa giải, các anh em chuyển qua đây cho chúng tôi theo dõi, không thể về nhanh như vậy. Có nhầm lẫn không vậy? Chỉ có quẹt nhẹ thôi mà, có gì mà nghiêm trọng đâu. Không dám nha, bà đã đụng mạnh vào người tôi, còn dùng cái bông hất cho người tôi. Nếu không, đứa của tôi đâu có ra nông nổi này chứ. Nếu không tại cô dành taxi, đâu có ra nông nổi này chứ. Chị hai à, đó là bến taxi mà, tôi đang xếp hàng mà. Chị chạy thẳng vô đó, đụng rớt túi xách của tôi, không có một câu xin lỗi, còn hung dữ với tôi nữa. Xin lỗi nha, cô đừng có nằm mơ à. Đây là sở cảnh sát đó. Bà có nhận là đã đụng vào cô gái này hay không? Tôi đâu có nói là không nhận đâu. Cùng lắm thì bồi thường thôi, đó chỉ là hàng nhái thôi mà. Vậy thì đơn giản thôi. Nè, vậy người này chịu bồi thường cho cô, cô có chấp nhận không? Cô à, thật ra trong năm chúng tôi cũng gặp không ít những trường hợp như vậy, thông thường đều là bồi thường hòa giải rồi xong. Vậy hơi cùng lắm tôi đền tiền đủ cho cô mua cái thiệt đi, có lợi cho cô rồi. Phải đó, cầm tiền mua lại cái túi mới. Thật ra cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Ngồi ở sở cảnh sát nãy giờ chỉ phí thời gian của hai người thôi. Ai, sao cũng được, khoan đã. Quý cô đây, nếu chứng minh được người này cố tình đụng trúng cô, làm hư hại tài sản của cô có quyền yêu cầu người này xin lỗi và bồi thường. Nè, madam à, bây giờ người ta đã chấp nhận cho tôi bồi thường rồi, cô còn bày thêm chuyện này làm gì nữa? Sao hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Ai, bỏ đi, đền thì đền, tôi không muốn phiền. Ok, vậy mọi người giải quyết thủ tục luôn đi. Yes, madam. Hai vị làm phiền hai vị ra ngoài, cảm ơn. Bà bên này. Nhuận Phát, anh giỏi lắm, nói vài câu đã kiểm soát được mọi việc, khỏi phải phiền chúng ta tan ca. Những chuyện nhỏ nhặt này ngày nào cũng có, vụ nào cũng làm, chịu sao được. Theo tôi thấy, cô gái lúc nãy tự nhiên xài hàng nhái lại nhận tiền hàng thật. Nếu là tôi cũng đồng ý ngay thôi. Chị Lỗi à, sếp Hoàng kêu chị vô phòng gặp. À, đi trễ về sớm đổi ca, tôi đã bỏ qua rồi. Cô đi làm ra trò một chút đi. Cô vào báo cáo cho tôi như vậy, sai ngày tháng, sai địa điểm, ngay cả cái tên cô cũng đánh sai. Xin lỗi sếp, tôi sẽ ra ngoài sửa lại. Những lỗi nhỏ nhặt này tôi có thể coi lại giùm cô. Nhưng mà dạo này cô đi làm người như là mất hồn vậy. Mỗi lần xuất quân, nếu không nhầm lẫn hồ sơ thì nhầm lẫn địa điểm. Dưới cô còn có cả đám lính nghe lệnh của cô. Cô làm như vậy
Thử hỏi họ làm sao mà theo lệnh của cô được chứ. Xin lỗi sếp, bởi vì gia đình tôi có chút chuyện làm ảnh hưởng tới biểu hiện và tất cả anh em. Tôi bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Bảo đảm? Nói gì thì nói, vụ của má cô giải quyết xong chưa? Hay là vậy sếp à, sếp chuyển tôi qua văn phòng làm tạm đi được không? Văn phòng? Ngay thời điểm này cô chuyển qua chỗ dư thừa đó sao? Cô có biết là cô đang phấn đấu không? Xém chút nữa cô đã chuyển lên tổ trọng án rồi. Sếp chuyển tôi qua tổ trọng án thật sao? Tôi đã giới thiệu với cấp trên. Tôi biết là cô muốn chuyển qua đó lâu rồi, và cấp trên cũng đã cảm thấy biểu hiện của cô rất tốt. Nhưng dạo này gia đình của cô xảy ra nhiều chuyện, gặp cả đám phóng viên đăng hết lên báo. Cô có biết là kỷ luật quân đội ồn ào quá không hay cho lắm không? Bây giờ cấp trên nói chuyện thuyên chuyển của cô phải tạm quản. À, không phải là không còn cơ hội đâu. Tóm lại là cô mau chóng giải quyết vụ nhà của cô đi, sau đó cố gắng làm việc, đừng có để sai sót nhiều. Sắp tới tôi sẽ nói lại với cấp trên. Rõ, thưa sếp. Cảm ơn sếp. Chỉ có bấy nhiêu thịt băm lại nhất. Chúng ta phải tiết kiệm tiền mà. Thịt mắc lắm đó Gia Gia. Gia Gia, hay ngày mai chị dẫn em tới nhà ăn cơm nha. Thôi đi, đừng tùy tiện phung phí nữa. Chúng ta còn phải đi dành tiền kiện tụng nữa. Có lẽ không cần kiện nữa. Sao vậy? Chị tính hòa giải hơn. Đúng là chị đang suy nghĩ. Hôm nay sếp Hoàng kêu chị vô phòng khiển trách. Sếp nói nếu chị còn làm việc lề mề như vậy sẽ không chuyển chị qua trọng án, tổ trọng án đó. Chị cũng đang suy nghĩ có nên chấp nhận hay không. Em thì không dám nói, nhưng nếu chi phí của dì có người chi trả, chị lại có thể chuyển qua tổ trọng án mà chị mơ ước thì... Còn không cần tốn tiền kiện tụng nữa. Thật ra cũng lâu lắm rồi hai chị đâu có đi chơi chứ. Đúng rồi. Xin lỗi nha Gia Gia, chị hứa tặng cái ba lô cho em cũng chưa mua được nữa. Hay là đừng tặng ba lô nữa, tặng túi sách đi. Showbiz có cái túi sách mới đẹp lắm. Trời ơi, không phải, nhãn hiệu này mắc lắm đó. Sao Showbiz có tiền gì? Làm gì có. Đâu có tốn tiền. Tức là sao? Bộ cũ quen bạn trai mới sao? Còn lợi hại hơn quen với bạn trai mới. Hôm nay chị tới sở cảnh sát, không ngờ bắt gặp cổ báo cảnh sát. Thì ra cô gái đó dành taxi với cổ. Cô gái đó làm dơ túi sách của cổ. Túi sách bị dơ của cổ chỉ là hàng nhái thôi. Nè, tóm lại tối nay giữ liên lạc. Chúng ta nhất định phải đi ăn một bữa thật ngon. Có phải đi với dì không? Có thể ăn mừng không cần kiện tụng nữa. Với lại chúc mừng vụ hòa giải đầu tiên của chị kết thúc thành công. Yes. Sơ bé, xin chào. Xin chào. Trời, mặt của cô có vẻ mệt mỏi lắm à. Phải, tối qua tôi không có ngủ. Mặt của tôi tàn tạ lắm hả? Phải đó, tàn tạ lắm. Túi sách mới của chị đâu rồi? Tôi không muốn xài. Hả? Có túi mới không xài đi xài cái cũ, không giống tính cách của cô cho lắm. Có phải cô thích không? Nếu cô thích tôi sẽ tặng lại cho cô. Đâu có, cô thích túi sách đó lắm mà. Đúng là tôi thích nó lắm. Nhưng thật tình tôi càng nghĩ càng thấy tức. Tôi đã ngồi nhìn cái túi cả đêm, lại nghĩ tới nét mặt khó ưa của bà đó. Hôm qua ở sở cảnh sát cô cũng thấy nét mặt của bà ta kiêu căng thế nào mà. Tôi càng nghĩ thì tôi càng thấy tức. Rõ ràng là bà ta sai, lại làm như là tôi ham tiền bà ta lắm vậy đó. Tôi cảm thấy bản thân không can đảm. Không sao đâu, qua một thời gian sẽ quên nghề, tới lúc đó mới lấy túi ra xài đi. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ tới cái túi, tôi lại nghĩ tới bản thân mình là một kẻ tham tiền. Chị hai à, tới giờ rồi, chúng ta không đi sẽ bị trễ đó. Đi. Dựa theo nội dung điều khoản, thân chủ của tôi đồng ý chi trả phí y tế, phí ăn ở, viện dưỡng lão cho bà Trung Hân Kiều. Tổng cộng không quá 1 triệu tiền Hồng Kông. Gọi là tiền an ủi cho vụ việc không may lần này. Lát nữa chỉ cần hai người ký tên vào bản thỏa thuận này. Phải rồi, anh là chủ trì. Tiếp tục, giao cho anh. Cảm ơn nhiều. Tới giai đoạn hiện tại, tôi nghĩ mọi người cũng biết rõ nội dung trong bản thỏa thuận này là gì rồi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người, bản thỏa thuận này hội đủ hiệu lực luật pháp. Sau khi mọi người ký tên vào, coi như vụ kiện lần này kết thúc, không truy cứu nữa. Nếu như không có thắc mắc gì, mời hai người ký tên vào. Tôi không phản đối. Không có thì ký đi. Sao? Quên mất phải dùng tay nào để cầm viết sao? Tôi cho cô biết, điều kiện lần này là mức giá thành ý không tưởng rồi. Được rồi, không cần nói nữa. Tôi sẽ không ký, bởi vì tôi không chấp nhận điều kiện này. Ký lưỡi. Sao? Thành nữ. Nè, sao lại kéo tôi chứ?
để cho họ nói chuyện trước đi. Có chút tia lửa mới nhìn thấy ánh sáng được chứ. Nè, làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Gần như nói xong rồi cô còn muốn giở trò nữa. Anh tránh ra đi. Nè, vô này gần như bàn xong rồi, tự nhiên cô bỏ ra đây, có phải là cô ra vẻ lạnh lùng không? Không phải tôi ra vẻ lạnh lùng, tôi không ký tên, tức là không hòa giải. Ok, tôi tăng thêm 10%, đó cũng anh là... Anh bị điên rồi. Vậy cô muốn gì chứ? Từ đầu tới cuối chỉ là công bằng thôi. Bây giờ gã bác sĩ đó phạm lỗi lại không nhận, cái đó không thể mua bằng tiền được. Có thể sáng suốt một chút không? Cô bỏ túi 1 triệu rồi. Vậy thì sao? Vậy nè, phía quỹ ban y tế trong báo cáo của họ đã nói chuyện này hoàn toàn không may, là không may. Ok, cho dù cô đưa ra tòa, tôi nói cô biết vụ này khó thắng vô cùng. Khó thắng chứ gì? Tức là không phải không thắng. Bây giờ gã bác sĩ đó đi du lịch với vợ, làm mù đôi mắt của má tôi, không ngờ ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Ông lấy tư cách gì làm bác sĩ? Bồi thường không phải là lời xin lỗi sao đại ca? Tiền không thể giúp má tôi nhìn thấy đường, tiền không thể mua anh sống lâu trăm tuổi, tiền không phải là vạn năng, ít nhất tiền không thể mua công lý của tôi, mua lòng tự trọng và lương tri của tôi. Tôi sẽ không thỏa thuận. Cô ngu ngốc quá. Cô đúng là ngu ngốc vô cùng, ngu xuẩn vô cùng, hiểu không? Cái gì chứ? Lương tri hả? Lòng tự trọng hả? Đó là cái gì vậy? Bây giờ cái trước mắt quan trọng nhất là nhu cầu thực tế của má cô kìa. Nếu tiền có thể giải quyết được vấn đề, tức là không phải vấn đề. Nhưng bây giờ tôi nói cho anh biết, trong lòng tôi căm tức vô cùng, tôi cảm thấy tức lắm. Đó chính là mấu chốt vấn đề, cái đó không thể mua được bằng tiền. Tức là trong lòng cảm thấy tức tối chứ gì đúng không? Suy cho cùng á, cô chỉ muốn bác sĩ bóc đứng trước mặt xin lỗi đơn giản vậy thôi. Không phải, là công khai xin lỗi má tôi. Cũng còn một cách khác. Mỗi một người đều có mức giá. Cô ra giá đi, bao nhiêu tiền cũng có thể đưa cho cô, nói đi. Chị Lỗi, chị Lỗi. Cần giấy, cần giấy, cần giấy. Ôi, xin lỗi tôi không đem theo. Còn cười nữa. Nè, quả nhiên là madam nha, nhanh mạnh chuẩn. Nè, ta đã kêu mày theo tao học thái cực rồi mà ít ra cũng giảm được một nửa lực. Bây giờ mày hứng trọng nguyên một quả rồi. Hôm nãy mặt má cổ thôi, nếu không ta kiện cổ cố ý đánh người. Nè, có chảy máu không vậy? Tao phải đi đắp đá. Để coi coi. Chườm lạnh đi, sẽ đỡ đau hơn đó. Đàn bà con gái hơi khùng khùng mà, mấy chục tuổi rồi hở chút thì đấm đá. Là tự mày chuốc lấy thôi, biết rõ cô đang giận mày còn châm dầu vào lửa, có phải nộp mạng hay không? Tao định giúp cổ khỏi tốn tiền kiện tụng, còn có tiền bỏ túi nữa. Tối ngày bỏ lung tung, xòe tay ra. Người ta đã nói rõ không phải vì tiền rồi mà. Bác sĩ không phải thần thánh, không có ai bảo đảm sẽ chữa khỏi cho người đó. Cho dù có gì không may, có gì bất hạnh, cũng không lý nào tự ôm hết vào người. Nếu không sau này làm gì còn ai là bác sĩ nữa chứ. Hở một chút thì mày nói không may hay nói bất hạnh gì đó. Hách dịch như vậy, lạnh lùng như vậy, ai cũng sẽ nổi nóng thôi. Tao biết, I know. Tao hiểu. Nè, đánh con. Không được đá banh ở đây, qua bên kia chơi. Còn đá đi nữa tao sẽ cắt ngay. Lúc trước là nộ quả trung niên, bây giờ là nộ quả lão bá, vẫn còn nóng nảy như vậy. Nè, lúc trước chúng ta đá banh ở đây cũng bị ông ta chửi không ít. Ta còn nhớ có một lần ra sức đá banh, đá trúng cánh cửa, tất cả chai lọ đều rớt hết. Ông còn nói, tao biết đứa nào tao sẽ cắt ngon ngay. Trời, lần đó hả, gân xanh trên cổ đều nổi lên, mặt mày đỏ au, tao cứ sợ ông sẽ gục tại chỗ. Cũng may là tao rút lui nhanh thôi, không bị ông bắt được. Chứ nếu không, chúng ta còn đá banh được ở đây sao? Mày nghĩ vậy thật sao? Gì? Chúng ta có thể tiếp tục đá banh ở đây, bởi vì qua hôm sau tao đích thân đến xin lỗi, nói câu xin lỗi với ông chủ, ông mới không truy cứu nữa. Mày nói thật sao? Thật ra ông chủ tức cái gì? Ông tức chúng ta dám làm mà không dám nhận. Cho dù là ngoài ý muốn cũng không nên ngoảnh mặt bỏ đi, ít ra cũng phải nói xin lỗi. Thật ra hai chữ xin lỗi này cũng không khó nói ra cho lắm, nhưng mà sức mạnh thật sự của nó lớn hơn sự tưởng tượng của mày rất là nhiều. Nè, lên lạnh một chút, coi có dễ chịu hơn không? Cảm ơn. Có phải chị ngu xuẩn lắm không? Sao vậy, chị hối hận hả? Cho chị chọn lại lần nữa, chị cũng chọn không ký. Chị không muốn giống như Sô Bét vậy, thỏa thuận xong mới hối hận. Vậy là được rồi,
bản thân của mình biết là mình muốn cái gì, đâu có gì đâu. Chị cũng nông nổi quá. Lúc nãy đấm Ngô Dân kê một cái có thể làm chị mất việc bất cứ lúc nào. Anh đã chọc chị trước mà. Em có thể làm chứng cho chị, em nhất định ủng hộ chị. Em à, em có thể giúp chị một chuyện không? Tôi muốn bán căn nhà này. Cái gì? Bán nhà để kiện Tùng? Hai người không sao chứ? Nếu thua tôi sẽ ngủ ở đâu? Không phải, đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Chúng tôi sẽ thắng mà. Trời ơi, Madam Lâm mà, uổng công tôi bấy lâu có nghĩ cô là một phụ nữ tài giỏi, có đầu óc, có lý trí. Thì ra mấy chị em họ các cô đều bị khùng. Không phải, cô không hiểu nguyên do thật sự của chị Lỗi thôi. Tôi hiểu hết rồi, muốn đòi lại không bằng chứ gì. Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi đợi cô bán nhà, thật sự đợi đến dài cổ rồi. Cuối cùng cũng được chia tiền rồi, sướng thiệt. Thật ra thì chúng tôi định kiện Tụng xong rồi mới chia tiền. Cái gì? Tức là mượn luôn nửa phần tiền của tôi để kiện sao? Không được. Cô bán căn nhà lại không chia tiền, tôi biết ở đâu chứ. Xin lỗi nha, tôi sẽ không liên thai người đâu. Đâu có ai bán nhà để kiện Tùng ngu xuẩn như vậy chứ. Không phải đâu Betty à, tôi năn nỉ cô. Cô giúp chị em chúng tôi đi, cho dù chúng tôi không ăn không xài, chúng tôi cũng nhất định chia làm nhiều đợt trả tiền cho cô. Viện dưỡng lão gọi. Alo. Lúc nãy có người đàn ông tới đón bà Kiều đi. Họ nói là có quen biết, bà Kiều cũng đồng ý. Nhưng mà tôi lại không yên tâm, cho nên mới báo cho cô biết thôi. Cảm ơn cô, viện trưởng. Người đàn ông đó là ai vậy? Nam. Tới lượt chúng ta rồi đó bà Kiều. Bạn của chúng ta đối diện, trúng rồi chỗ này nè. Tự mó đó, ù toàn màu. Đúng rồi, không phải giả đâu nha, tất cả đều như nhau. Vậy bà Kiều ạ, hôm nay chơi vui như vậy chơi thêm chút nữa được không? Cũng được, cũng được. Đương nhiên rồi, lâu lâu mới có một cao thủ như bác gái đây mà, đúng không? Cũng như đầu ngón tay chào một cái, vua chim cũng phải bị tổn thương. Chú Phan à, danh hiệu vua chim của chú hôm nay bị bà Kiều phá dở rồi. Đúng rồi, bị phá dở rồi. Tại mọi người nói quá thôi. Ý đâu có. Hôm nay tại hai đại cao thủ gặp nhau trên đỉnh Quang Minh là một ván so tài sờ bài đó mà. Tám văn. Thế là cân bằng rồi, thật sự vượt qua cảnh giới của người bình thường rồi. Đúng là bất phân thắng bại luôn á. Tiếp tục ha. Tiếp đi. Chỗ này, chỗ này. Hồng Trung. Trời ơi. Trời ơi, con của chú là nhất sách, chú sai rồi. Cuối cùng bên tiêu chiến là bà Kiều chiến thắng rồi. Ôi, bái phục, bái phục, bái phục. Quả nhiên là cao thủ mạt dược đó. Làm gì có, tôi hiếm khi đánh bài lắm. Lúc trước đó, nhà nghèo quá, tôi phải đem đồ về làm thêm. Ban đêm á, lại không muốn mở đèn làm chói mắt chồng, lại làm trong bóng tối. Có thể như vậy thời gian lâu ngày, tài của tôi cũng nhạy bén hơn người. Thì mọi người nói, nhiều khi ông trời đóng cửa chính của mình, chắc chắn cũng mở lại cửa sổ cho mình. Tôi bày ra nhiều trò mục đích rất đơn giản. Đó là muốn nói cho cô biết, mù không nhất thiết đồng nghĩa với thảm. Bà Kiều cũng có thể sống như một người bình thường. Con người có năm giác quan, tuy không có thị giác, nhưng mà vị giác, khứu giác, thính giác và xúc giác cũng sẽ vì vậy mà nhạy bén hơn. Bây giờ nói nhảm sao? Con người cũng có tứ chi vậy. Tôi chặt tay trái của anh nha, cho dù đôi chân và tay phải của anh linh hoạt như thế nào cũng được. Anh cũng là tàn phế, cùng lắm anh chỉ tham gia Paralympic. Anh làm sao làm người bình thường được? Anh bày ra nhiều trò là bởi vậy muốn làm thuyết khách cho Ngô Dương Khê, để tôi ký vào bản thỏa thuận thôi. Từ đầu tới cuối anh có suy nghĩ cho tôi không? Bây giờ tôi cảnh cáo anh không được động tới má tôi, nếu không tôi sẽ còng anh đó. Nè, đừng có hở chút là đòi bắt đòi còng. Mọi chuyện ra nông nổi như bây giờ, đối với ai cũng không có lợi. Tôi nói tệ hại hơn nữa, tôi cảm thấy kẻ mù là cô, không phải má cô. Anh đang nói cái gì vậy? Cô nhìn việc, cô có thể nhìn rộng một chút không? Tôi hỏi cô, bà Kiều xảy ra chuyện đến bây giờ, cô có nhìn thấy bà ấy cười vui vẻ như lúc nãy hay là không? Nói thật nha, lâu lắm rồi em không thấy gì cười tươi như vậy. Những gì cần nói tôi nói hết rồi. Ngày mốt là ra tòa, hễ khi bắt đầu xét xử, áp lực của cô càng lớn hơn. Chưa hết, đến lúc đó bà Kiều và hai đứa em họ của cô cũng không yên thân. Cô thử nghĩ xem, cô có muốn tạo cơ hội cho bản thân nhìn kỹ một số chuyện hay không? Ừ.
ba hồn mất bảy vía thì đừng bắt chước người ta tập nữa, chết người đó. Dạo này ngủ không đủ giấc, tinh thần không ổn thôi. Thật ra anh không cần lo, phần thắng của chúng ta cao lắm. Anh tới tìm tôi làm gì? Ngày mốt ra tòa rồi, theo lệ phải nói chuyện với anh. Hồ sơ và giấy ra tòa tôi đã chuẩn bị xong rồi, nhưng vì sự thận trọng, tôi muốn anh suy nghĩ lại quá trình hôm đó bà Kiều nhập viện. Anh có bỏ sót chuyện gì mà chưa nói tôi biết hay không vậy? Hết rồi, tôi đã báo cáo tường tận chi tiết rồi mà. Anh chắc chắn chứ? Nếu không đến khi ra tòa, đối phương chất vấn lại chúng ta thì tệ hại lắm. Tôi cấp cứu cho bệnh nhân, cho kiểm tra, tất cả đều làm đúng theo trình tự. Lúc đó còn có hai y tá ở đó để làm chứng mà. Kiểm tra xong, cấp cứu xong, anh đã trình bày với người nhà thế nào? Nói đúng sự thật thôi. Dựa theo kiểm tra ban đầu, có lẽ là hạ đường huyết. Vậy còn madam đó cũng có phản ứng gì không? Cổ rất căng thẳng, không yên tâm, liên tục kêu tôi phải kiểm tra kỹ. Nhưng mà thường thì người nhà của bệnh nhân ai cũng như vậy, tôi đã quen hết rồi. Anh đã đuổi khéo cổ đi thế nào? Tôi không đuổi cổ. Đúng lúc vợ của tôi gọi điện thoại tới, cho nên tôi nghe điện thoại, đi chỗ khác nói vài câu. Sau đó, chính vì cô biết tôi nói chuyện du lịch với vợ của tôi, cổ liền nói tôi do chuyện riêng nên tất trách, không có lòng chữa cho má cổ. Anh dám chắc tất cả mọi chuyện đều không bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc chữa trị cho bệnh nhân với lại thái độ của anh đối với người nhà? Không có, tôi không có làm gì sai mà. Theo lệ hỏi vậy thôi. Thôi đừng tập nữa, tôi đưa đi gặp một người lâu nay không gặp. Ai chứ? Bé Hoa. Bé Hoa. Ha, Âu Dương Kế, cậu đã từng đó tuổi rồi, còn làm luật sư nữa. Miệng lưỡi của cậu vẫn như trước, mau gọi tôi là Francis đi. Bao năm qua quen gọi biệt danh của anh rồi, khó sửa lại lắm. Lát nữa để các anh chị em nghe được, thử hỏi có khó xử hay không. Sợ gì chứ, thân mật hơn thôi. Đại Lăng Đào, gần đây tôi cũng có đọc tin tức của anh. Anh không sao chứ? Vẫn còn chịu được. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ phó mặc cho Chúa Trời. Tôi tin chắc là có sự sắp xếp thích hợp. Hôm nay hai người tới đúng lúc lắm. Lát nữa tôi có một buổi chia sẻ kinh nghiệm, hai người cũng tới nghe thử đi. Nói không chừng sẽ có ích cho anh đó. Nghe xong có trà bánh gì không? Ha, lâu rồi không được uống trà sao? Bây giờ tôi mời đi uống trà. Tôi sợ sao? Đi. Gặp chuyện không vui, ngoài việc oán trách Thượng Đế tại sao lại đối xử bạn như vậy, bạn có hỏi lại bản thân, bạn cũng có trách nhiệm hay không? Thực ra mỗi chuyện đều có một hướng để nhìn. Học hỏi trong sai lầm, đó mới là quan trọng nhất. Và đó chính là thử thách của Chúa dành cho chúng ta. Hy vọng sau khi mỗi người trải qua rèn luyện, có thể trở thành một người mạnh mẽ hơn. Các chị, anh chị em có mặt tại đây, ai trong các vị có thể bước lên đây để mà chia sẻ cảm xúc của bạn với mọi người hay không? Tôi biết anh là bác sĩ áp lực rất cao, nhiều khi có những chuyện không phải dễ dàng nói ra. Hay là anh lên đi, anh coi như chia sẻ cũng được, trút bỏ cũng được. Hả? Người bạn này xin mời bước lên đây. Chào các bạn, tôi là bác sĩ Bốc. Từ nhỏ tôi đã có ý làm bác sĩ. Tôi cũng rất cố gắng hoàn thành ước mơ của tôi. Cũng vì ước mơ này, gia đình của tôi cũng hy sinh rất nhiều. Ba của tôi do phải chu cấp cho tôi ăn học, làm tư bệnh, cuối cùng còn vì chuyện không được chữa trị tốt nhất, cho nên qua đời. Tôi đã hứa với ba tôi nhất định phải làm một bác sĩ thật tốt, chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân. Bấy lâu tôi luôn cố gắng. Cho tới gần đây, trong một ca bệnh, tôi có một bệnh nhân do bệnh tình đột nhiên bộc phát, đã xảy ra biến chứng, hơn nữa còn làm cho đôi mắt bị mù. Bây giờ người nhà của bà đòi kiện tôi chữa trị tắc trách. Là một bác sĩ, tôi biết tôi có thể làm tốt hơn như vậy nữa. Vậy thì cặp mắt của bà Kiều sẽ không bị mù. Tôi biết sau khi bà Kiều bị mù, không thể sống giống như lúc trước. Người nhà của bà cũng đau lòng, tôi cũng đau khổ vô cùng.
Tôi hy vọng nhận được sự tha thứ của Chúa, đồng thời cầu xin Chúa có thể mang lại sự bình an và niềm vui cho bệnh nhân và người nhà. Nếu như thật sự có cơ hội, tôi rất muốn gặp bà Kiều và cô Lâm Á Lỗi để nói một tiếng xin lỗi. Thì ra hai nam huynh nam đệ này từ đầu đã thông đồng với nhau. Ngay cả chị họ khó chịu của tôi cũng có thể giải quyết được, lợi hại lắm. Có hai chuyện tôi cần phải đính chính với cô. Thứ nhất, tôi và tên Ngưu Dương Kê đó không phải là nam huynh nam đệ. Thứ hai, đây không phải là mưu kế mà là một con đường của Thượng Đế. Anh muốn nói sao thì tùy anh. Nhưng lần này khó chịu nhất chính là đằng sau lập trường của chị họ cô. Tại sao cô nhất định bắt bác sĩ Bốc phải xin lỗi chứ? Bởi vì chị cảm thấy ông ta tắc trách. Nhưng trên thực tế, trình tự y tế của bác sĩ Bốc không hề sai. Bởi vì chị cảm thấy thái độ của ông ta không tốt, cho rằng bỏ tiền có thể giải quyết hết tất cả vấn đề. Nói một cách khác, mấu chốt không nằm ở chữa trị tắc trách và bồi thường. Vậy tức là sao? Nè, mấu chốt nằm ở cô cảm thấy nếu cô chấp nhận thỏa thuận, tức là vì tiền phản bội lòng tự trọng làm người của bà Kiều. Cô cương quyết đòi bác sĩ Bốc phải xin lỗi, bởi vì cô cảm thấy làm như vậy mới có sự tôn trọng lớn nhất đối với bà Kiều. Không phải coi bà như một vật dụng, một con mèo hay là một con chó, mà coi bà như một con người. Có nghĩa là cái chị lỗi cần là hòa giải tâm linh. Thật ra từ lâu ở nước ngoài đã có luật bảo vệ các bác sĩ. Nói câu xin lỗi không có nghĩa là thừa nhận sai lầm trong trách nhiệm của họ. Thật ra nói như vậy, đối với bệnh nhân và người nhà cũng sẽ dễ chịu hơn. Anh cũng biết nói, đó là nước ngoài, đây là Hồng Kông, có áp dụng được đâu. Nè, không có liên quan. Lần này tôi lại nhét tiền vào trong túi cô. Cô làm ơn canh chừng túi kỹ một chút, đừng đi tới đi lui làm rớt rồi lại quên mất. Tôi là một nhân viên hòa giải đủ tư cách. Tiêu đề trên danh thiếp của tôi và anh giống y như nhau. Cái của anh còn lạc hậu nữa. Nói danh thiếp sao? Mới toanh thẳng tắp như vậy, mới nhìn cũng biết là mới ra nghề rồi. Thẳng tắp cái gì chứ, bộ tưởng là tiền sao? Đó cô là danh thiếp mà. Cô bóng ra cẩn thận một chút, chắc trúng tay bây giờ đó. Cái gì chứ? Được rồi, chị Lỗi, tóm lại hãy làm xong bản thỏa thuận, anh sẽ gửi cho bác sĩ Bốc ký ngay. Thì đó, chị cũng nhớ bây giờ em rất chuyên nghiệp mà, phải không? Bye bye. Giải quyết xong vụ hòa giải đầu tiên, luôn cả nét mặt cũng rất chuyên nghiệp ha. Chọc tôi ha. Nè, nghiêm túc nha, từ hôm nay chúng ta lại có thêm một đồng nghiệp rồi. Tôi sẽ ráng cố gắng. Người này là cô Châu, cô có hẹn với luật sư Âu Dương rồi. Cô Châu, phiền cô bên này. Ê, mới đó đã bàn xong với luật sư Âu Dương rồi hả? Phải đó. Nè, thật ra cô đừng trách tôi nhiều chuyện nha. Lúc nãy tôi có nghe một chút, tôi cũng là người từng trải. Cô cũng từng được bạn trai tặng con chó cho cô, sau đó chia tay đòi lấy lại sao? Không phải chó, nhưng cũng gần như vậy, cho nên tôi hiểu cảm xúc của cô lắm. Nếu được chọn, tôi cũng không đến nỗi phải đi nhờ luật sư. Tôi nghĩ không ai muốn vậy đâu. Mọi người cũng muốn có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, kéo nhau ra tòa khó coi như vậy. Cho nên lúc đó tôi cũng không tìm luật sư. Nhưng mà cô làm sao giải quyết? Nhờ hòa giải, tìm một người trung gian để hai người có thể thật sự bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, ký luôn bản thỏa thuận hội đủ hiệu lực luật pháp, không phải nói xong rồi thôi. Nghe có vẻ cũng hay lắm, nhưng mà tôi biết tìm ở đâu ra chứ? Thật ra tôi là một nhân viên hòa giải đủ tư cách. Tôi tên là Du Thụy Ý, hết lòng chỉ dạy. Bye bye. Đi thông thả. Làm gì vậy? Cô làm gì thì đúng hơn. Lúc nãy tôi tiễn khách đi thôi mà. Cô kiếm khách ở đây sao? Cô có chứng cứ gì hả?
mình trốn ở trong toilet nữ hay là anh cài camera ở trong đó? Tôi lượm được ở ngoài cửa, cô làm sao giải thích? Trong đó không có giấy vệ sinh, hay là dùng tờ này để lau? Không có lần sau đâu, xin lỗi nha. Ý tôi không phải như vậy. Thực ra công ty cũng rất ủng hộ cô học hòa giải, cho nên cô nhận công việc ở công ty tôi không chấp nhất. Tôi chỉ chấp nhất chuyện lén lút trong toilet mà thôi. Thật sao? Nhưng mà tôi đã nói với cô rồi, điều hành văn phòng luật sư này, điện đóm, giấy bút, tiền nhà, tiền lương, cái nào cũng không phải ít. Cho nên cô phải trích chút hoa hồng cho công ty, coi như là chia 3-7 đi. Nếu tôi 7, công ty 3 cũng hợp lý lắm ha. Vậy tức là tôi no work. Cô nói vậy là có ý gì? Là không công đó. Cảm ơn. Nè, chúc mừng cô. Sau khi theo nhiều chuyện học hỏi xong, vừa ra tay đã thắng rồi ha. Cảm ơn. Chẳng phải đã đãi tiệc cảm ơn rồi sao? Bữa nay là ai vậy? Đương nhiên là ảnh rồi. Anh đã nhận được một đệ tử tài giỏi, tài giỏi trong các tài giỏi như tôi. Tự khen, tự hôn, tự nói, tự cười, tự mình nói đến giống như là thật. Là thật mà. Còn nữa nha, tôi cảm thấy hội liên hiệp tin anh hòa giải này của anh á, chỉ có một mình cái gọi là tin anh như anh thì không thể trở thành hội liên hiệp được. Đáng lý phải thêm một tin anh như tôi mới có thể thành hội liên hiệp. Cộng thêm cô cũng chỉ có 2 người, lại thêm một người dành chén cơm thôi đi. Không phải đâu. Tôi cảm thấy tôi thực sự bản thân tôi nhận công việc nhận đến làm không kịp thở, có thể nhường lại cho anh. Vậy sao? Phải đó, đa sĩ. Thấy cô có vẻ có phúc tướng, chắc chắn giúp được con mà. Cô Du à, để đại giác cư sĩ này tặng cho cô vài câu. Được. Chân mày đậm, trọng tình nghĩa, mắt đen tròn, trăm sự thành, mũi sáng bóng, kiếm tiền dễ. Được lắm, được lắm, chắc chắn dưỡng con. Chắc chắn là hai người nói hết rồi. Nè, đâu có, nhìn đứa em đi. Sau khi tới gara làm ăn được vô cùng đó. Chắc chắn có thể giúp được con, chị của cổ cũng không thua đâu. Phải đó, gia tới gara làm ăn cũng dưỡng lắm. Nói rõ một chút là dượng mọi người. Nè, sắp tới á, con sẽ hùng vốn vào Ngũ Hồ Tứ Hải là chủ gara, không đi giao hàng nữa. Mày hùng vốn gì chứ? Vốn mộng nè. Vốn mộng nè. Tóm lại từ nay hai anh em cùng hợp tác, cộng thêm gia làm tốt gara đi. Vậy em có cổ phần không? Ý, em muốn hùng vốn hả? Vậy thì hùng vốn với anh đi. Điện thoại WeWe của anh càng lúc càng làm ăn được nè, cần một người hợp tác á. Không cần đâu, em thích sửa xe thôi. Làm ơn dùm đi. Không ngờ mấy con khỉ đột này cuối cùng cũng có sự nghiệp rồi. À phải, Giang Nổ, còn thiếu con thôi. Thiếu cái gì chứ? Thì thiếu mày cùng làm giàu với tụi tao chứ gì nữa. Đừng khờ quá, thêm vài mối làm ăn thì tưởng là mình đã giàu to. Mua được nhà mới tính đi. Hey, chuyện mua nhà từng bước một, chỉ cần có lòng chắc chắn sẽ mua được thôi. Lòng thì em có đó, nhưng lần trước mở sauna không hiểu tại sao tự nhiên lại biến thành viện dưỡng lão. Nếu không em đã phát tài rồi. Mày thôi đi, cho dù mày mở được, ngày nào cũng bị người ta quậy phá thôi, đúng không? Thì đó, mở gì dân lão cũng được lắm đó. Các ông các bà xung quanh đều dọn tới ở vui vẻ với nhau, có ý nghĩa vô cùng. Nè, Tây Hồ hiếm khi nói hay như vậy. Thực ra đại ca suy đi tính lại mới không cho chúng ta mở thôi, đúng không? Nè, hay là vậy đi, mày lập tức đi lấy một tấm bằng hộ lý, tới lúc đó tới làm giám đốc là được rồi, đúng không? Mày thì đi. Đúng rồi, sao không gọi luôn chị tới ăn cơm? Chị gì chứ? Tao nói đó là chị với mày hồi nào hả? Không ăn nữa. Nè, sao dạo này nó dễ nổi nóng quá vậy? Thì cãi nhau với bạn của nó, không có chỗ trút giận nên trút lên đầu chúng ta. Không có gì, tiếp tục ăn đi, ăn đi. Anh đa sĩ, giấy 9:30 nè, anh và chị hai người đi coi đi. Tự nhiên coi phim gì chứ? Đi dạo, coi phim, ăn cơm, ăn khuya. Trên mạng nói là tứ bộ khúc trong tình yêu. Gia, chị đã nói với em những chuyện trên mạng không thể tin rồi. Lát nữa ăn cơm xong chị đưa em về nhà nha, ok? Hey, không cần đâu, lát nữa để tôi đưa Gia về nhà. Còn cô ở nhà đại ca, tiếp tục đi coi phim đi ha. Yên tâm, cô lo cho người này hả? Đã có tôi canh chừng tên sàm sỡ này rồi. Nếu vẫn còn lo, để tôi canh chừng nó, để nó canh chừng thằng này, vậy thì cô có thể yên tâm được rồi. Sợ lắm. Nè, đừng sợ, tôi canh chừng ba tên này giùm cho cô. Nếu tụi nó có động tĩnh gì á, tôi chặt hết 6 cánh tay cho cô luôn. Hả? Phải đó chị hai, trên mạng nói phim này hay lắm đó. Hai người đi đi. Sao ăn cãi coi hay không? Đã mua vé rồi, đương nhiên là coi. Nè, lát nữa ăn thiệt là no. Còn có thể cặp kè đi dạo nữa chứ. Hả? Ăn cơm no, đi dạo hóng mát cũng hay lắm. Từ từ đi bộ đi tới rạp hát, vừa đúng 9:30 coi phim, đúng không? Nè khoan đã. Thôi thì đừng coi, lên sân thượng tập thái cực đi. Không tập đâu, tự nhiên tập thái cực cái gì? Phim này đâu có hợp với cô đâu. Sao vậy? Bộ phim đen hả? Người ta nói phim này gây cấn, kinh khủng dữ lắm.
Tôi sợ cô không chịu được. Vậy sao? Đêm cương thi tán tận lương tâm. Hả? Thích lắm á, thích vô cùng luôn, tôi thích cương thi lắm á. Anh sợ, anh sợ, anh. Cô điên khùng quá đi. Tôi cũng rất thích cương thi. Ở nhà toàn là phim nói về cương thi không đó. Vậy sao? Nè, lần trước tôi coi một bộ phim cương thi nói về cương thi và con người yêu nhau đó. Trời ơi, hay lắm. Tôi chưa có coi. Cương thi và người làm sao mà yêu được chứ. Như vậy nè. Hay lắm đó. Làm sao yêu nhau được. Lãng mạn lắm đó. Khốn kiếp. Tao tên là Giang Nổ. Cố tình là tao giết mày không? Chuyện gì vậy? Trời ơi, muốn lợi dụng là bị phát hiện rồi. Ai mày không đụng, mày đụng vào bạn gái tao. Không không không, tôi không biết cổ là bạn gái của anh mà. Chị cũng kỳ thiệt đó, ăn dụng thì đi xa chút đi. Vậy cũng để tụi này bắt gặp nữa. Đáng ghét như nó, đánh xong rồi nói. Đánh ra đi. Đừng mà, đừng. Mau chạy đi. Đánh ra đi. Vậy em tính sao? Đánh ra. Đi đi. Nè, bình tĩnh lại đi. Nè, bình tĩnh. Buông tay ra. Buông ra đi. Bình tĩnh lại đi. Nè, nổ, mày làm gì đó? Nè, có buông ra không? Bình tĩnh lại đi. Làm gì vậy? Mặc kệ tôi. Cô theo trai, từ nay làm sao mà tôi làm ăn nữa? Anh làm ăn cái gì? Nói một câu khó nghe, anh chỉ là một tên đòi nợ thôi. Kể tội sao? Kể đi. Em theo anh 5 năm rồi. Anh có bao giờ tính tới tương lai của chúng ta hay không? Lúc nào anh cũng đòi cầu tiến cầu tiến. Năm mới thì có phần anh. Đừng vậy mà, tình cảm bao năm nay không thể dùng những chuyện đó đánh giá được. Phải đó. Kiếm chỗ ngồi xuống từ từ nói đi. Đi. Không phải anh cản trở tôi phát tài từ lâu rồi. Đâu đã đông nổi như vậy. Cô tham tiền lắm phải không? Thằng đó giàu có lắm sao? Đi theo nó đi. Tôi kêu cô đi đi. Tôi chết cho cô coi. Mày làm gì vậy? Giang Nổ. Giang Nổ. Tại sao chuyện gì anh cũng không ủng hộ tôi chứ? Nói theo trai rồi. Từ nay Giang Nổ này không còn tình anh em với anh nữa. Giang Nổ. Đại ca, cứ tưởng đâu chỉ cần gọi cuộc điện thoại thì được coi màn đánh ghen chứ. Ai ngờ bây giờ thêm một màn anh em trở mặt nữa. Có lời rồi. Sao mà Kiến, ông giở trò có phải vậy không? Đúng vậy, tức sao? Năm xưa tao dám chơi với ba mày, bây giờ chơi luôn cả mày. Không được sao, nhóc con.